Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của B-Channel. Và các bạn biết không, khi mà chúng ta xài iPhone á, chúng ta cứ nghĩ là khi mà tắt hết tất cả các ứng dụng đang chạy sẽ giúp tiết kiệm pin. Nhưng thật tiếc đó là một suy nghĩ sai lầm, bởi vì ngay chính trưởng ban phát triển phần mềm của Apple cũng đã khẳng định điều này là sai. Vậy thì nếu như tắt các ứng dụng đang chạy mà vẫn không thể nào tiết kiệm pin được thì chúng ta phải làm sao đây? Các bạn hãy xem tiếp video này nhé. Đầu tiên là các bạn có thể thấy cái màn hình chính là cái tác nhân gây nên cái việc hao pin của chúng ta. Vậy thì để khắc phục dung lượng pin để tốt hơn thì chúng ta vào phần cài đặt, sau đó chúng ta vào phần màn hình và độ sáng, sau đó chúng ta sẽ giảm cái độ sáng của màn hình đi, thì cái việc làm này sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm pin rất là đáng kể. Rồi cách thứ hai là các bạn sẽ vào phần thông báo, bởi vì thông báo là những cái thông báo mà hay hiện xuống ở đây nè, cái phần đầu của máy điện thoại, vậy thì nó sẽ làm hao pin của chúng ta khá là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy vào phần thông báo này, sau đó hiển thị và mục hiển thị bảng xem trước và tùy chọn. Ví dụ như luôn luôn thì luôn luôn thông báo của chúng ta sẽ luôn được đẩy xuống khi mà có thông báo hay là notification từ các ứng dụng. Hoặc là các bạn có thể tùy chọn là khi được mở khóa thì những cái thông báo này mới xuất hiện. Hoặc là chúng ta có thể tắt đi nó luôn để tiết kiệm pin tối đa hơn. Còn cách cuối cùng là một cách cũng khá là đơn giản, đó là chúng ta sẽ cũng vẫn vào cài đặt. Rồi chúng ta sẽ vào mục pin và chúng ta bật chế độ là tiết kiệm pin ở chế độ nguồn điện thấp. Vậy là xong rồi. Và vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn 3 bí quyết để có thể tiết kiệm pin hiệu quả trên iPhone. Vậy thì bạn nào thực hành thành công thì đừng quên để lại comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye!